Xin chào các bạn, đây là lọ đạm cá ấy. Lọ đạm cá Mỹ. Và cái lọ này thì dùng được cho rau màu, cây ăn quả, cây hoa đều dùng tốt. Thành phần là hữu cơ. Cái đạm cá này được chế xuất từ cá mòi nguyên con từ vùng biển lạnh của Mỹ và bổ sung một số cái chất hữu cơ và chung vi lượng khác. Cái chất dinh dưỡng này thì nó hấp thụ cho cây rất là nhanh và khi phun thì thấy hiệu quả rất là rõ cho cây trồng. Số điện thoại đặt hàng là 086 515 31 85. Dùng cho cây mai, cây đào. Dùng cho cây mai rất là tốt. Hoa hồng. Nó làm cho xanh lá và cái ngọn nó phát triển rất là mạnh, nhiều mầm. Một cái lọ này là 250 ml. Đây là lọ 250 ml. Và cách sử dụng là với cây lương thực lúa, bắp, khoai, đậu phộng, đậu lành thì cái liều lượng là 10 đến 20 ml cho 8 lít nước. Còn những cái cây rau màu như là dưa hấu, dưa leo, bắp cải, xà lách, cà lốt, cà chua, bầu, bí mướp, hẹ, hành hẹ, tỏi thì cũng dùng 10 đến 20. Còn những cái cây hoa, phong lan, hoa hồng, cúc, huệ, mai thì dùng liều lượng nó thấp hơn, từ 5 đến 10. 5 đến 10 cc cho 8 lít nước. 5 đến 10 cc. Nói chung là khoảng 1 cc cho 1 lít nước các bác nhé. 1 cc 1 lít nước. Cây ăn trái thì là 20 đến 30 cc. Tức là khoảng 2 cc cho 1 lít nước, tức là cây ăn trái thì liều lượng dùng nó cao hơn. Còn cây công nghiệp cà phê, tiêu, điều thì liều lượng cũng cũng như thế, 20 đến 30 cc cho 8 lít nước. Nó đạm cá này có giá là 70.000 các bác nhé. Điện thoại đặt hàng đấy ạ.